Dung xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Gerardo Cuộc Sống ở Pháp. Thì chúc cho cô chú anh chị có một buổi chiều Chủ nhật thật là vui vẻ bên gia đình nha. Thì hôm nay Dung sẽ chia sẻ cái video về cái buổi mà hôm nay Dung sẽ làm hải sản nướng cô chú. Thì Dung sẽ ướp cá, tại vì mấy hôm nay á là ý kiến của ông xã Dung với lại ông sếp. Thì hôm nay mình sẽ tự mình ướp cá rồi ông sẽ nướng cho mình. J'aime bien le racine, tu sais. Thì Dung nói là Dung rất là thích ăn cái củ thì là cô chú làm xào lên nó rất là thơm mà rất là ngon. Gambasa ou patê? Ô chef! Ça va? La pêche? La pêche? J'ai acheté des plats. Oh, non, c'est je récupérais de la maison. J'ai acheté dans le magasin, ah, j'ai vu. C'est bien. Et on avait cette loge de. Thì ông xã Dung vừa mới chạy về nhà để lấy mấy cái khay inox số cô chú, thì Dung mang về nhà, nhiều khi Dung bưng đồ ăn về nhà đó cái Dung bỏ quên ở nhà. Thì ông xã Dung nói với ông sếp là hôm nay sẽ làm theo cái công thức của Dung. Ça fait quand même, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại vì cái dĩa của Dung nó rất là đắt tiền á cô chú, cho nên là mình cho cũng một nhiều thứ, nhưng mà hôm nay thì Dung sẽ thiên về cho hải sản hơn là về cá. Cá thì Dung sẽ bỏ ít lại. Ouais. Si on met quand même ça, 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 3, 4. Thì một cái đuôi cá mặt quỷ á, thì ông sếp sẽ cắt làm 3 phần. Thì các loại cá hôm nay Dung sẽ làm là cá rút xương, phi lê không cô chú. Thì cũng có nhiều con mành hỏi Dung là tại sao lại để nguyên con cá. Thì thật sự là cái dĩa của Bariya The Freedomek á là phải xài cá nguyên con cô chú. Ở đây người ta xài cá nguyên con không, mà người ta ăn bình thường không có gì hết. Thì tùy theo bữa, nếu mà Dung mua được cá, loại cá nào thì Dung sẽ cho lên thực đơn cá đó thôi. Thì mình cũng đi hẳn ở trong à la carte luôn, cho nên là không có gì hết. Nhưng mà Dung thì chuộng loại cá không xương hơn. Vì khách của mình đa phần là người lớn tuổi không, thì Dung muốn ăn cho tiện thì Dung sẽ xài cá không có xương. Thì trên thực đơn của Dung có cũng có tôm loại 1, loại 2 với lại sò điệp nướng rồi. Thì khách của mình ăn rất là chịu với công thức đó. Mà nếu mà ướp lên trên công thức kiểu Pháp á, thì khách họ ăn cũng ngon. Nhưng mà cái kiểu nhà mình là nhà hàng Việt Nam đó cô chú, thì mình muốn giữ lại cái gốc Việt trong các món ăn. Thì sếp nói là cái loại cá ngừ này rất là ngon, rất là mềm. Thì mình nói là mình mua loại cá ngừ để xài làm sushi đó cô chú. Dung là ghiền mùi nước mắm cho nên là nước mắm có mặt khắp mọi nơi. Et le mariage. Et voilà, les fêtes, le mariage. Có một cái tiệc cưới họ đang diễu hành ở ngoài đường đó cô chú, cho nên xe họ bớt kèn ên ỏi luôn. Thì hôm nay Dung sẽ cho hải sản hơi nhiều một chút, cho nên là mình cũng không có biết là cho lên dĩa nó ra làm sao. Thì Dung nói với sếp là để một hồi mình nướng lên rồi thì mình bày ra dĩa, rồi mình nếu mà nhiều ít thì mình giật trở lại.
Ça c'est nous mêmes. Tu sers ces produits deux fois à la cuisine? Non, pas dans le. Thì Dung hỏi ông ấy là có xài nước mắm hay không. Khi mà ông ấy nấu ăn thì ông ấy nói là không có xài cái loại nước mắm, chỉ có xài bột nghệ, bột cà ri rồi, và một vài loại rau mùi của châu Á thôi. Cái loại cá mặt quỷ, thịt cá mà chưa chín nó dai, nó rất là ngon cô chú ơi. À, mà Dung thì chưa ăn thử cho nên là Dung bảo sếp làm nhiều nhiều, nếu mà còn dư thì một tí nữa thì mình sẽ ăn cơm tối. Đây là một loại cá hồi mà cũng như là tự nhiên đó cô chú, thì nó có rất nhiều xương thì Dung không có thích lắm. Voilà, ça sent moins de sauce aussi. Ce soir, en fait, je vais donner la salade après. Ouais. Je vais mettre petit salade dans le bol comme tu mets du riz. Ouais, voilà, on mettre, vous faites les décorations même. Ouais, parce qu'il mange les salades. Ça fera beaucoup de choses. Thì Dung nói với sếp là Dung sẽ cho thêm một chút gỏi xoài lên dĩa để làm trang trí. Tại vì tối hôm qua mình cho phần gỏi xoài thì ăn vào khai vị, nhưng mà nhiều người ăn khai vị rồi thì kiểu như họ cắt cái cân đối đi á cô chú, thì khi mà ăn cá thì sẽ ăn không ngon miệng nữa. Cho nên là mình sẽ cho lên hết một cái dĩa luôn. Ba bún, chú bông, tập về cacao hết, ta xin thật lấy. Tập về cacao. Thì trong thời gian chờ đợi khách vào thì Dung sẽ làm cho hai phần mang về. Thì một cái cô họ dặn là 5 phần gỏi và 6 phần thịt kho. Thì giờ Dung nhờ ông Tẩy Dung đâm đậu phộng giùm Dung, thì ông sếp nó để là ông đâm thử cho biết. Tối hôm nay thì giờ Dung làm có một mình thôi cô chú ơi. Thì cái chị bạn của Dung thì chỉ đi dự tiệc rồi, cho nên là chị cũng không có lại được, mà cũng không có ai phụ mình. Thì ông sếp ông nói thì khi mà ông nướng cá xong rồi thì ông chạy qua chạy lại phụ cho Dung. Và ngày Chủ nhật thì Dung đóng cửa, thì khách mà cứ gọi đặt cho ngày Chủ nhật thì Dung cũng không có làm nữa cô chú. Bây giờ là mệt thì cứ nghỉ thôi à, không có ráng gì nữa hết. Tại vì Dung làm liên tục mấy ngày á, cổ tay của Dung nó rất là đau, cho nên là Dung nói với ông xã Dung là để nghỉ ngơi 1-2 ngày cho cái cổ tay nó bớt nhất. Thì cô chú cũng nói là đồ ăn có chỗ mình rất là nhiều, thì tiền nào của nấy cô chú ơi. Mình bán cái giá tiền cao thì đồ ăn cũng phải cho khác một chút. Je ne demandais pas de moi qui les gosses parlaient pas vietnamien. Bon, combien de mots par jour je compte avec eux alors? Ah, mais c'est. La personne de ta famille qui veut parler avec eux vietnamien, qui est toute seule. Voilà, c'est ça. Faut que nous nous mettions à la limite, mais quand on m'a dit, voilà, c'est ça. Tu m'as dit que tu es avec bon, il y a un mot. Et quand on cứ có một mình, chỉ có một mình mình bên này thôi. Rồi Dung đi làm nữa nhưng cũng không có gặp con. Thì cái phần thịt cho trên gỏi á cô chú, thì có nhiều người họ sẽ không ăn thịt heo và họ cũng không ăn lấy thịt luôn nữa. Thì lúc đó thì Dung sẽ thêm tôm và mình bỏ thịt ra đó, thì khách dặn sao thì Dung làm vậy thôi à. Còn cái gia đình này thì họ muốn lấy thịt. Do là họ dặn nhưng mà để ăn rất là muộn á, cho nên là Dung sẽ cho cái phần nước sốt riêng, chứ Dung sợ cái gỏi nó ra nước đó cô chú. Và đây thì Dung đang múc thịt kho. Thì coi như là 6 phần thịt kho này, một ngày Dung kho ít ít thôi à, chứ Dung không kho nhiều. Cho nên là bán hết thì thôi. Hai cái hộp này á, rất là nhiều luôn cô chú ơi, chứ không nhìn vậy chứ nhiều lắm á. Hôm nay mấy hôm nay trời nắng đẹp á, thì khách cô Dung đến rất là trễ. Thì tầm khoảng 8 giờ rưỡi khách mới vô. Thì họ vô một lượt luôn vậy đó cô chú ơi, là chạy muốn vắt giò lên cổ luôn á. Thì mình đã làm xong cái phần mang về của 6 phần gỏi xoài và 5 phần thịt kho. Bây giờ thì Dung nướng tôm, khách đã vô rồi thì Dung nướng tôm cho khách. Và tại vì Dung có một mình đó cô chú, thì vừa chạy vừa quay thì rất là cực. Nên là mình
hai ba chỗ đó thì Dung cũng không biết cắm camera làm sao. Thì Dung canh khúc quay được khúc nào thì Dung quay cho chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Thì sếp mình đang nướng cá đó cô chú, thì nướng cá với hải sản thì cái này Dung đã học nướng rồi. Mà cái lò này á thì nó nóng lắm cô chú ơi, mỗi lần lại đây Dung rất là sợ. Thì nhà Dung á, ông xã Dung với Dung thì lúc nào cũng có hai ý kiến hết, chứ không phải là cùng giống như nhau. Thì lúc đầu là ông xã Dung muốn làm giống như cái dĩa hải sản nướng ở bên Pháp, thì Dung mới nói là mình là nhà Việt thì phải giữ lại cái hương vị Việt ở trong. Thì ông xã Dung với sếp thì nói là cứ thử nướng cái phần giống như bên của Pháp thử xem thì người ăn sẽ nói như thế nào. Thì ý kiến khách hàng, tại mình bán cho khách hàng mà cô chú, thì mình đưa cho khách hàng ý kiến của họ thì mới là quan trọng. Thì Dung Dung cũng cãi nhau với ông xã mình, thì Dung cũng không có chịu như vậy. Thì ông xã Dung mới nói là thôi bây giờ cứ để cứ làm đi, nếu mà khách chê thì mình sẽ sửa lại thôi. Đó, thì khi làm lên á thì cái hương vị á, cái vị thì khách họ nói là họ thích cái hương vị của Việt Nam nướng ở trên cá hơn. Thì bây giờ hôm nay thì Dung sẽ ướp lại giống như cái hương vị của Việt Nam. Hôm nay thì Dung ướp một chút ớt vào á cô chú, nó the the, nó cay cay, nó rất là ngon. Thì cá ngừ á cô chú thì sẽ không nướng chín quá, thì cái dạng nó giống như ăn thịt bò bistec vậy đó. Thì mình không có nướng chín quá thì cá nó sẽ bị khô, hay mình nướng ở trong mà nó vẫn còn hồng hồng hoặc đỏ đỏ đó thì khách họ mới chịu. Thì đây là hai phần hải sản và cá nướng mà Dung với lại sếp chuẩn bị ra. Thì Dung họ cũng có ăn, khách của Dung có ăn một vài món Việt nữa, cho nên Dung phải làm món Việt kế bên, cho nên là mình không có ra dĩa được. Nhưng mà phần trang trí thì Dung đã học rồi, chủ yếu là cái vị cá, cái vị nướng hải sản á mới quan trọng. Còn trang trí dĩa thì mình có thể làm sao. Une assiette dans le mettra à part. Thì lúc đầu á thì Dung sẽ cho một cái chén nhỏ cơm kèm đi theo cái dĩa, nhưng mà có khách thì họ không có muốn ăn cơm, thì cái có một vị khách thì họ muốn ăn cơm, cho nên là thôi mình cái người nào ăn cơm thì Dung sẽ cho cơm. Allô? Bonjour. Belle, hein? Et de crevettes? Combien de personnes? Allez, vous pouvez venir. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Thì khách gọi điện để hỏi xem còn chỗ không á cô chú, để họ đến ăn. Thì ông xã Dung nói là có thể đến, thì họ đến vào lúc 9 giờ. Và đây là cái dĩa cá và hải sản nướng của Dung đây cô chú anh chị ơi. Và mình đã hoàn thành rồi, nhìn cũng rất là được luôn. Sò điệp thì nướng mỡ hành. Thì Dung cũng cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video, và Dung xin dừng cái video tại đây và mời cô chú anh chị xem tiếp phần tiếp theo của video mà một ngày làm việc của Dung nha.